Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì trong tuần này có một cái tin rất vui và rất chấn động về quân sự quốc phòng Việt Nam trên các tờ báo như Việt Nam Defense hoặc là trên các kênh Việt Nam Defense, tức là quốc phòng Việt Nam. Thì xin thưa là một tin tức gây chấn động và xôn xao, đó là quân đội Việt Nam đã biến máy bay MiG-21 thành UAV hợp lý hiệu quả. Thì xin thưa đây là một cái ý tưởng mà do cá nhân tôi đưa ra cách đây vài năm, và bây giờ thì bên phía Bộ Quốc phòng Việt Nam họ đã bắt đầu thực hiện cái việc cải biến, và bản tin tiếng Anh là Việt Nam will modify the legendary MiG-21 into a missile drone. Thì cái ý tưởng mà trên một cái livestream mà tôi có nói với khán thính giả khắp nơi, đó là Việt Nam cần phải gấp rút cải tiến những cái máy bay MiG-21 nằm trong kho bất sử dụng hay là bất hiện dụng, lẫn loại đã loại biên thì được để trong kho. Thì được biết là Việt Nam có gần 200 chiếc MiG-21 mà được cất trong kho. Thì cái ý tưởng và cái phân tích của tôi lúc đó cho biết rằng với những cái kỹ thuật mà Việt Nam đang có, thì Việt Nam hoàn toàn có thể cải biến một chiếc MiG-21 thành một cái máy bay mang bom cảm tử và điều khiển từ xa. Thì nếu mà Việt Nam với những tin tức vừa loan ra trong tuần mà làm được, thì Việt Nam có thể là nước thứ nhì trên thế giới đã cải biến một máy bay quân sự tiêm kích thành một cái tên lửa hành trình drone tầm xa với sức công phá rất lớn sau Hoa Kỳ. Thì trong cái clip đó tôi có trình bày là Hoa Kỳ đã cải biến thành công là F-16 QF, và đã thành công trong việc hoán cải một chiếc tiêm kích thành ra là một chiếc máy bay điều khiển từ xa, và chúng ta thấy là nhờ đó mà không cần phải sử dụng phi công. Thì đó là một quốc gia duy nhất trên thế giới đã thành công về việc cải biến như thế. Thì trong tuần chúng ta thấy là đã có cái tin tức và hình ảnh cho thấy là Việt Nam đã bắt tay vào cải biến một cái máy bay MiG-21 thành một cái tên lửa hành trình. Thì xin nói sơ qua về cái chiếc MiG-21 rất nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là các nước mà trong khối hệ thống xã hội chủ nghĩa, và đã sản xuất trên 11.450 chiếc MiG, và có thể nói rằng đó là một cái thiết kế rất tốt, rất cơ động và vượt thời gian với một cái tốc độ Mach 2.05. Thì một chiếc MiG có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 2.250 km/h. Đây là điều mà kể cả những máy bay tiêm kích thời 4.0 vẫn khó đạt được tốc độ tối đa như thế. Thường thì nó chỉ đạt được tốc độ khoảng 1.800 km/h, trong khi đó MiG-21 với một cái thiết kế vượt trội của động cơ AD 2500 của công ty MiG, thì chúng ta thấy là họ đặt cái vấn đề tốc độ tối đa là một trong những tiêu chuẩn thiết kế thời bây giờ. Thì MiG-21 đã xuất hiện tổng cộng là gần trên 50 năm trên bầu trời của các nước. Thì thiết kế MiG-21 có một cái điểm đặc biệt nữa là cái đôi cánh hình tam giác, mà trong kỹ thuật họ gọi là cánh Delta. Đây là một cái thiết kế mà có thể nói rằng sử dụng nó để mà lao lên với một cái tốc độ trên 210 mét trên giây, và cái trần bay của một cái chiếc MiG-21 tối đa khoảng 17.5 cây số, xin lỗi km, với một cái trần bay khá cao.
và một cái tầm bay xa thì tùy theo thùng dầu phụ nó có thể đạt được từ 600 km lên tới 1.700 km tầm xa nếu mà mang đầy đủ các thùng dầu phụ. Thì tải trọng chở bom của MiG-21 lên tới 8 tấn. Xin thưa quý vị, đây là một cái số bom rất khổng lồ. Nếu chúng ta so sánh với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ thì đầu đạn của Tomahawk chỉ có 450 kg, tức là chỉ chưa tới nửa tấn, trong khi một chiếc MiG-21 lên tới 8 tấn, tức là cái số bom hoặc là tải trọng bom hay là cái thuốc nổ nó có lên tới hơn 17 lần so với đầu đạn của một hỏa tiễn Tomahawk hành trình của Hoa Kỳ rất nổi tiếng trên thế giới. Thì chúng ta thấy ngoài cái chuyện mà có những cái đôi cánh Delta thì chiếc MiG-21 nó rất cơ động và nó xoay trở rất lẹ và được đặt một cái biệt danh rất nổi tiếng thời chiến tranh Việt Nam, đó là những én bạc. Thì có thể nói rằng là với cái tài xoay sở bay lượn thì nó rất cơ động so với một cái tên lửa hành trình giống như Tomahawk của Hoa Kỳ. Thì với cái đôi cánh thì nó có thể chở bom và nó có thể bay lượn một cách ngoạn mục. Thì chúng ta biết rằng ngoài những cái ưu điểm đó thì một cái ưu điểm rất lớn đó là giá thành quá rẻ. Xin thưa là như vậy. Một chiếc MiG loại biên thì có thể nói rằng là nó giá nó gần như là quá thấp, coi như là hàng ve chai hoặc là hàng phế thải chỉ cất trong kho. Nhưng mà vì cái nhu cầu chiến tranh và vì cái nhu cầu mà Việt Nam cần có một cái vũ khí đủ xa, một cái vũ khí tầm xa, tại vì Việt Nam bây giờ các loại hỏa tiễn tầm xa nhất của Việt Nam chỉ có 600 km trở lại, do đó rất bị hạn chế. Nếu mà đối phương ở ngoài cái tầm 600 km thì Việt Nam không có một cái loại hỏa tiễn nào có thể với tới, bắt buộc phải sử dụng không quân Su-27, Su-22 cường kích hoặc Su-30 MK2. Thì lực lượng tiêm kích của Việt Nam khá đắt tiền, xin thưa quý vị như vậy. Cho nên rất cần một cái lực lượng tấn công tiền phương đi trước, rẻ tiền, chẳng hạn như những cái phi đội MiG-21 cải biến thành máy bay không người lái tấn công trước, thì có thể gây cho đối phương những cái thiệt hại hết sức nặng nề, bất ngờ, và họ phải dùng hỏa lực phòng không để chống trả. Thì sau một thời gian chống trả thì sẽ tới một lực lượng thứ hai, đó chính là lực lượng tiêm kích tiên tiến Su-30MK2. Do đó Việt Nam rất cần cái lực lượng tiền phương mà đánh phủ đầu, và những chiếc máy bay MiG-21 loại biên đáp ứng được những cái vấn đề mà tôi vừa trình bày thưa quý vị. Vừa rẻ tiền, vừa có sẵn trong kho, và chẳng tội và vạ gì mà không lấy ra sử dụng. Và trong cái clip tôi có nói rất rõ rằng cái trình độ mà công nghệ tự động của Việt Nam đã từng đoạt những giải thưởng Robotcon ở châu Á, thưa quý vị, vô địch Robotcon nhiều năm liền. Cho nên cái kiến thức về khoa học công nghệ tự động của Việt Nam cũng rất tốt. Thì ráp nối những cái vấn đề đó thì chúng ta thấy là có thể là chiếc MiG-21 cải biên thành tên lửa hành trình drone là thành hiện thực, thưa quý vị. Chỉ xin đề nghị thêm một vấn đề nữa, đó là trên các lớp sơn của máy bay thì Việt Nam cần phải sơn các loại sơn tàn hình. Vì với cái tin tức này thì cũng xin chúc mừng Quốc phòng Việt Nam và Quân sự Quốc phòng Việt Nam đã đạt được một cái tầm cao mới và đạt được một cái vũ khí tầm xa, rẻ tiền, cơ động để mà có thể tấn công nhiều mục tiêu khác nhau.
với cái tải trọng và cái chở bom lên tới 8 tấn thì một chiếc MiG 21 cải biên thành tên lửa hành trình có thể dễ dàng hạ một giàn khoan của đối phương xâm phạm vùng biển Việt Nam chẳng hạn vậy. Một giàn khoan thì chỉ cần 8 tấn bom là có thể nổ tan, hoặc là một cái khu trục hạm mà trúng một cái lượng bom lên tới 8 tấn thì có thể gây thiệt hại rất khủng khiếp. Và chúng ta biết rằng chẳng những một mà có thể nhiều vũ khí đa chủng loại khác nhau có thể tấn công các hải đội của đối phương, hoặc là tấn công những cái tàu bạch nước của đối phương với cái lượng bom mà tôi nói rằng lên tới 8 tấn. Và ngoài ra chúng tôi cũng nói rõ là đây là một máy bay tiêm kích, cho nên nó có thể mang theo những tên lửa không đối không, hoặc là tên lửa không đối hải, hoặc không đối đất, hoặc là không chống radar chẳng hạn như vậy, thì có thể làm thêm những cái trận chiến nghi ngửa khác. Chẳng hạn như dùng MiG-21 tên lửa hành trình này có thể tấn công các dàn radar của đối phương trước, sau đó bay về an toàn. Hoặc là dùng những cái MiG-21 tên lửa hành trình này để thao diễn quân sự, để làm cho các mục tiêu của radar bắt bám chẳng hạn như vậy, hoặc là làm cho các mục tiêu để các máy bay su tiêm kích có thể tập trận không quân, tập trận đối kháng trên không. Rất nhiều vấn đề mà có thể sử dụng một cách linh hoạt. Nhưng mà cuối cùng thì cũng xin nói đây là một lời chúc mừng đối với một cái tin vui về quốc phòng Việt Nam trong tuần này. Xin thưa quý vị như vậy. Quý vị có thể coi thêm trên kênh Việt Nam Defense để biết thêm chi tiết. Chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.